Nhưng mà đại ca ơi, bọn em hôm nay bọn em không mang tiền nhỉ? Đúng rồi. Em chỉ là đi chơi thôi, không mang tiền. Hay là để bọn em về nhà em lấy cho nha. Đó, đi. Thôi về đấy đi nhá, đại ca đợi đây, nhanh lên nha. Tí mẹ vừa đại ca gọi về nấu cơm. Đi. Nhanh nha. Em về luôn. Dỗ. Ui dồi ôi, sao có nhiều mật canh này, chắc cay lắm, ngon lắm. Ui dồi ôi. Hai chị ăn bim bim không? Không. Sao lại không ăn? Ừ. Vậy vẫn là cái anh đại ca hôm qua. Ừ. Sao vẫn ngồi đấy nhỉ? Hay cực điên. Không ăn trộm điên đấy. Ăn không gì. Bây giờ mình nghĩ cách cho anh ấy một bài học đi. Suốt ngày đi chấn lột đồ người khác thôi. Mày ăn đấy. À, em có cách rồi. Bà Thành ấy. Nhiều ơi. Xin 2.000 đổ xăng nhỉ? Ngồi đây chắc đi qua đây đấy. Đi đổ cái hàng nóng hớp xem nó có cái gì ăn không đây. Chắc là nó nhiều đồ ăn lắm đây. Đi. Không biết cái hàng nóng hớp nó đâu ấy nhỉ? Hồng ơi, đây đây chị Bảo. Hồng ơi. Hồng ơi, đây đây chị Bảo. Quái, sao hôm nay em không thấy nó nhỉ? Chị vào tìm đi. Nhưng mà chị sợ chó, mày vào tìm đi. Chị vào tìm đi, chị lớn vào tìm đi. Hằng ơi, cô cu, cô cu. Hằng ơi, cô cu, cô cu. Cô cu, cô cu. Anh cụ. Ê, ơi. Mặt đấy. Mặt mùa chua nữa. Hằng ơi, cô cu, cô cu. Chị à, em bảo sao tao gọi mày mày đâu ra thế? Em bảo em có món này, hai chị ăn không? Món gì đây? Đây là nhót dầm. Nào ăn thử, nào ăn thử, ăn thử. Ê mẹ ơi. Ê mẹ ơi. Mấy quả nhót với cả là một hộp bột canh mà thôi. Mà chị Thương, sao hôm qua chị bảo là em hôm nay đeo kính làm gì ấy? Hả? Để làm đại ca. Làm đại ca, đại ca là phải đeo kính à? Em thấy giống hội người mù hơn ý. Giống đại ca mà. Đại ca gì mà tóc này á? Tóc này mới đẹp. Này, tóc chị đẹp hơn à? Thấy à? Thôi đi em đầu ngõ chơi đi. Đi. Đứng lại. Nó gọi chị đấy. Nó gọi chị đấy, chị đâu? Ơi. Nó bảo đứng lại chứ gọi tên ai đâu. Ừ thế đi. Đứng lại. Lên lên. Đứng lại. Lên lên. Không nhìn thấy ai hết. Ê, hình như đại ca thật đấy. Chị Thương ơi, hình như đại ca thật đấy. Em cũng thấy như kiểu thật đấy. Đại thấy ngồi trên xe oai oai nhờ. Thôi, mình không nhìn thấy ai chắc không ai nhìn thấy mình đâu. Ý là em không nhìn thấy ai cả. Đứng lại. Ui chị ơi, mấy chị ơi, này này em nhìn thấy thật rồi. Sao? Chị Thương, chị Thương bảo mày làm sao? À, tại sao ba đứa bay đeo kính? Bọn em đóng, em đóng giả đại ca. À, đã là mạ đại ca. Ở đây á, chỉ có tao đại ca thôi, bọn em thích nhái giả vờ là vì đâu. Ui, bọn em không biết mà, bọn em chỉ đùa thôi mà. Chị Thương bảo bọn em là đeo kính ơi. Chị bảo hai đứa chúng mày đóng giả người mưa, đâu phải đóng giả chị bảo chúng mày đóng giả người đại ca đâu. Tao không cần biết, chúng mày mang hết kính ra đây. Đứa to đầu tiên thế nào? Chị Thương. Sao đứa bé này? Thôi đứa đây. Nhưng mà cái
kính này em trộm của mẹ em đây, tại chị thương mẹ. Mẹ thì còn cầm đi, giả vơ định kia. Đưa ơi. Đưa tên gì, đưa tên gì? Sao lại hỏi tên em? Hằng hóng hết. Cái chị này, mẹ hóng hóng cầm gì kia? Em có cầm cái gì đâu. Vườn lấy cầm cái bát gì rồi nhá. Đây của anh này ạ. Còn cái gì không? Hết rồi. Anh còn lấy còn nào không? Thôi, thế còn qua 2.000 đồng cho vay em một tiền xăng à? Đi lượt từ nãy giờ. Lại ca nào hết tiền. Rất cần chơi. Anh mày anh quên thôi nhá, anh đợi nhá. Nhưng mà đại ca ơi, bọn em hôm nay bọn em không mang tiền. Đúng rồi. Em chỉ đi chơi thôi, không mang tiền. Hay là để bọn em về nhà em lấy cho nhá. Thôi về đấy đi nhá, đại ca đợi đây, nhanh lên nhá. Tí mẹ vừa đại ca gọi về nấu cơm, nhanh lên. Nhanh nhá. Em về luôn. Nhớ, nhanh lên. Ui dồi ôi, sao có nhiều mật canh này, chắc cay lắm, rất là ngon lắm. Ui dồi. Ui dồi. Cái bộ này nó pha kiểu gì thế này? À thưa một canh này sữa súp à? Cô cô. Thằng hóng rồi. Này, thằng hóng hớp hôm nay làm gì mà không thưa bọn ta nhỉ? Bọn chị gọi không thưa nhở? Em muốn bếp. Trời ạ. Đi, mình đi học đi. Thông báo. Này, hai chị ăn bim bim không? Có. Sao quá à? Sao lại không ăn? Ừ. Có phải vẫn là cái anh đại ca hôm qua không? Đúng rồi. Này, sao vẫn ngồi đấy nhở? Hay là trộm riêng. Không, nó ăn trộm riêng đấy. Ăn đi. Bây giờ mình nghĩ cách cho anh ấy một bài học đi. Trước này đi chấn lột đồ người khác rồi. Mình ăn đấy. Mình ăn hết bim bim này, còn mình cho lá chuối vào trong nhưng mình làm phồng phồng lên. Là anh nó tưởng mà có bim bim bên trong nhờ. Nào có bảo không? Em bảo rồi mình ăn hết bim bim rồi mình sợ chấm cái gì nữa. Mình chả sợ nữa. Chị coi một cặp cô ba này. Ui chó nữa này, chị nữa này, chị một cặp đồ dùng học tập mới hôm nay mẹ chị mới mua này. Một cặp này. Cô ba Thành ấy. Nhớ ôi nhiều này thì mà bị chấn thì là không được đâu, mình phải giấu đi. Cái bà cặp nhé. Ờ. Thấy bác mình ra em để kia vẫn để trên giỏ. Bà ăn hết cái bát đấy rồi ha. Bạn ơi bạn nhỉ, mà cũng ăn nhỉ. Đáng đời. Đợi hẳn một ngày rồi, lâu ấy nhở, mệt quá thế rồi, nói sạch tính rồi, mặn han được. Đợi qua từ lâu lắm rồi, mệt thế à. À, bọn kia nó kia rồi. Đợi lâu rồi đấy, 24 tiếng rồi đấy, qua 2 phút rồi đấy. À, ba đứa kia đứng lại. Nào mình đi. Ba đứa kia đứng lại. À, bim bim mà đưa ơi ăn nhá. Chạy đi. Sao sao chạy? Tự nhiên chưa có bim bim chạy. Hello. Đứng lại. Mình dắt về nhà mình thôi. Ai, nó chạy nhanh thật đấy. Nó không bày mưu tính kế gì ấy. Vứt thôi. Thôi về dắt xe bộ về nhà ấy được. Xin 2.000 cho à. Hả? Xin mình ở đâu vậy? Ô thôi rồi, mất xe rồi. Chị đồ thằng ăn trộm xe rồi. Sao lấy xe nó không lấy cái nốt cái bát này? Chắc có lấy không, thử mặn mặn chắc không lấy à? Chị đồ mất rồi, không có xăng rồi. Bây giờ mà mất xăng, mất xe hết rồi.
mới về mày đánh chưa? Trời ơi, hết năm đại ca rồi.